Sáng nay mình sẽ làm cái ca quát quát cái om. Thì quát lâu nách gặp những người mà khách mà lông người ta mọc xuôi á, thì mình dễ mình giật một miếng là xong. Nhưng mà gặp những khách mà nó mọc 3-4 chiều khác nhau luôn thì rất là khó, mà mình phải chia thành từng mảng để mình quát. Nếu không giật hoài không ra mà càng giật khách càng đau. Tại vì mỗi lần mình đi nó đau lắm. Thì hôm nay là Ngân chia sẻ cái cách làm sao để cho mình giật ra theo cái 3 chiều ha. Trước tiên là mình phải có cái wax ở đây á, là Ngân đang xài cái ho wax và Ngân sử dụng nó là ở khoảng 150 độ. Thì cái dạng này là nó sẽ ấm để cho mình xài, và loại này thì nó đỡ đau cho khách. Và ở đây thì mình có một cái chai baby powder, bất kỳ baby powder hiệu gì cũng được nha. So quay qua bên này thì focus lên cái nách của khách thôi. Thì ở đây á, cái nách của người ta lúc nào nhiều khi người ta tha tha mấy cái cream thì mình phải chùi, giống như là phải đeo bao tay. Sorry. Người ta đeo mấy cái cream á thì mình phải chùi cho nó sạch. Rồi sau đó đó mình phải apply powder. Tại vì em thấy cái trường hợp giống như cô khách này nè, hồi nãy quát một cái bên kia á, thì khi mà quát đó, cái cổ bị sợ, cổ bị đổ mồ hôi thì cái da của mình nó ướt lắm, mình tha cái quát lên nó không có ăn. Thì cái trường hợp này mấy anh chị quát cho khách thì mọi người cũng để ý nha, nếu mà quát những cái nơi nào mà người ta dễ bị nervous, dễ bị đổ mồ hôi á, thì mình coi là cái da của người ta có ẩm hay không. Clean, cái clean nó quan trọng lắm. Tại vì cái da của nó mà không có đủ khô, nó còn ẩm ướt, hoặc là nó có lotion, hoặc là nó có oil. Tại người Mỹ á, người ta sức oil, sức lotion rất là nhiều. Như là sáng ra tụi nó sức rồi, cho nên là mình phải clean sạch hết cái đó. Còn nếu mà không clean thì mình wax, bỏ cái wax lên nó đã không ăn, mà wax hoài cũng không được. Sorry. Rồi, ở đây á, là em đi cái baby powder hiệu gì cũng được hết nha mấy anh chị nha, lên để cho nó thấm, nó dry cái da của người ta trước. Sau đó đó thì mình cần có một cái miếng khăn giấy bao tì bình thường thôi, em wipe đi sơ. Đó là cho nó thấm bớt cái ra, cái powder ra, nó còn đủ cái lượng powder bên trong thôi. Powder nó giúp cho cái da nó ấy thôi, nó khô thôi chứ nó không có giúp gì hết á. Rồi bắt đầu mình lấy quát. Thì ở đây là em lấy một cái miếng, nhưng mà mấy anh chị phải nhìn cái đường lông này ha. Trước khi lấy quát để chỉ cho nhìn đường lông đó đi. Mấy anh chị thấy nè, lông cô này là phải đi 3-4 miếng nha. Từ đây lên đây, mọi người thấy nó mọc dày. Từ đây vô đây nó mọc xéo xuống vậy nè. Đó, nó mọc xéo qua vậy nè. Nó mọc xéo qua đây qua đây. Từ đây ra đây nó mọc lên dày. Cho nên nếu mà đi nguyên miếng giật á, thì nó sẽ đi ra được hai bên này. Nhưng mà chỗ này nó mọc xéo là nó sẽ không có ra. Thì mình có thể chia nó thành 3 miếng. Ở đây 1 miếng, ở đây 1 miếng, và chỗ này đi qua 1 miếng. Thì như vậy mình sẽ làm nó dễ hơn. Hoặc là mình đi nguyên một cái miếng bự, rồi sau đó mình sẽ đi là cái miếng nhỏ. Nhưng mà cái trường hợp đó thì khách nó họ cũng dễ bị giống như là họ cũng dễ bị chảy cái máu á. Ở đây nè, em đi từ đây lên đây em đè mạnh nè. Bỏ cái quát này xuống á mấy anh chị. Cái độ dày của quát nó cũng quan trọng nha. Mình đi không đủ độ dày, giật ra nó còn dính lại nó không có ăn. Và khi mình apply á, là mình phải đè cho nó sát, nó nằm sát xuống cái lông người ta. Cái này là lấy hơi nhiều so với cái nách nhỏ. Tại vì mỗi một cái miếng mình đi xong là mình không có bỏ nó lại vô trong cái hũ quát nha. Dục đi luôn á. Rồi sau khi mà mình để lên nè, mình phải căng cái da, dịnh cái da người ta, support cái da người ta. Chứ không thôi nó đau lắm, chịu không nổi. Nó ở đây em căng nè. Căng da, để đây. Tiếp lên, giật. Nè, nhìn lông nè. Hú hồn chứ mấy anh chị. Đó, nó ra vậy nè. Đó, cái này là lavender, nó thơm hơn màu rose. Rồi mấy anh chị nhìn lên đây, nó còn lại có mấy cọng thôi nè, đúng không? Đó, cái nách á, biết làm thì nó dễ, còn không biết làm là phải giật tới giật lui, giật mấy lần là khách đau hú hồn. Xong cái này á thì em không có giục đi, nhưng mà cũng không có xài lại được cái đầu này, nhúng vô thì mình xài qua cái đầu này. Ok. Mình xài qua cái đầu khác cho nó sạch, chứ mình không có xài lại cái đầu kia đã xài rồi. Ở đây thì em sẽ đi tiếp tục cái miếng từ đây nè. Đi lên. Cái ở giữa nó xéo một hồi mình sẽ đi sau. Cái miếng từ đây mình đi lên đi. Theo cái chiều lông mọc nha mấy anh chị nha. Khi mình vuốt nè, cho nó đủ cái độ dày. Rồi sau đó bỏ cái que này đi là được rồi đó. Hai đầu đã xài rồi. Khô rồi, quay lại là khô rồi mấy anh chị thấy không? Dịnh ở đây, support cái lông người ta, support cái da của người ta. Dịnh đây nè. Đó, mấy anh chị thấy sạch chưa?
đi theo cái chiều lông ấy, nó ra rất là sạch đó. Đó, lông nó ra nè. Lông cô này là dạng lông dày luôn. Cho nên mấy chị thấy là khi mà giật ra nè, đó, trời ơi. Hú hồn chưa cả nhà, xôi xôi xôi. You see it? Ok. Rồi bây giờ là nó có cái nó hơi bị rướm máu tại vì da của nó quá là cái lông của nó quá là dày. Cô này là từ hồi xưa giờ là cổ chỉ cạo thôi. Si chưa bao giờ quát luôn cho nên là bắt đầu lông nó mọc một cái lỗ chân lông nè, zoom lại cho mấy anh chị coi. Tại sao mà bây giờ cổ xài qua cổ lần đầu tiên cô thấy quá cổ thích quá. Một cái lỗ chân lông nó mọc vô trong này 1 2 3 4 cọng lông vô một cái lỗ. Mấy anh chị thấy không? Hỏi làm sao mà nó không có đau và quá dày và cổ cái chóp của cổ là làm về bên giống như là làm trong mấy cái club rồi đó cho nên là every week là she phải shave 1 tới 2 lần, phải cạo 1 tới 2 lần. Nó ra nó rất là dày. Bắt đầu bây giờ là xung quanh đây là đi lớp phấn rồi thì nó bắt đầu nó hơi ẩm ẩm một chút. Em sẽ phải đi một miếng powder lên ngay cho cái vùng mà mình cần quát nha. Đó, cái vùng chỗ này thôi nè. Ba đổ mồ hôi hột rồi đó mấy anh chị. Sweat out already. Thì mình sẽ đi lên ngay chỗ cái phần chính này để cho nó không có bị đau xung quanh. Ok. Trên này nó vẫn còn một ít cho nên em đi luôn cái trên này nha. Rồi. Sau mỗi một cái người khách nó là mình phải chùi luôn cái che cái ghế là tại vì cái phấn nó rớt xuống nó dễ bị dơ. Rồi. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục đi lấy thêm một cái miếng nữa. Khi cái arm wax thì lấy cái miếng nhỏ vậy thôi, ít vậy thôi là được rồi nè. Mình đi từ đây nè. Xéo lên theo cái hướng này của con. Rồi, sau khi xong, one more and you done. Trời ơi, ta nói nhiều khi thấy thương khách đời vậy đó, mấy chị phụ nữ. Cái này đàn ông không hiểu cảm giác này. Lông mọc không được, đặc biệt là làm trong bar club, trong những cái nơi đó là không có thể nào mọc lông được. Cạo phải cạo hoài, mà càng cạo nó càng dày. Cái mí của nó, mình bật cái mí của nó lên nè. Rồi, ha, dịnh căng cái da người ta. Căng cái da ra quan trọng lắm, không căng giật lên nó đau, chịu không nổi, tội nghiệp người ta. Đó, căng xong dịnh đây. Sạch bon. Ba chiều, ba hướng khác nhau. Đó, bạn chị thấy chưa? Nè, cái này nó vô cái lỗ chân lông của si dày mà nó lên luôn. Cái phần mà bao cái cọng lông là nó lên luôn nè. Tại vì nó quá dày. Mà trường hợp khách mà để dày á thì nó hơi đau cho người ta, nhưng vẫn đỡ hơn là cái honey wax. Rồi, vậy là xong rồi đó mấy anh chị. Sau đó thì mình chỉ cần mình vệ sinh lại cho khách. Còn một hai cọng này á, thì mình nên nhổ nhẹ nhẹ, chứ đừng có giật nữa nó đau điến. Rồi hồi cái ghế nhẹp nó chết luôn á. Rồi, vậy là xong. Bắt đầu mình phải clean, mình vệ sinh cho khách nha. Thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi. Và Ngân đang xài ở đây là cái wax của lavender, là cái màu tím, và nhiệt độ Ngân để cho khách trung bình là cỡ 150 là dễ xài. Quan trọng của mình nhớ đó là cái độ dày của nó phải đủ. Khi mình đi theo chiều lông, nhưng mà khi mình giật ngược chiều lông và phải dịnh cái tay mình xuống để cho support khách. Thì mấy anh chị làm trên cái tay mình trước để mình coi là cái nhiệt độ nó đã vừa hay chưa, phải thử lên cái tay của mình trước. Rồi mình mới bỏ lên cho khách mới biết được là cái nhiệt độ vậy là vừa để bỏ lên cho khách, thì tránh trường hợp là mình để cái nồi quá nóng. Và cái độ dày của mình thì mấy anh chị nhớ nãy giờ em làm đó, mình đi cái độ dày cho nó đủ và cho nó đều. Nếu mà độ dày không đủ, mình giật nó không có lên lông, mà lúc đó khách họ sẽ dễ bị đau hơn. Còn độ dày mấy anh chị đi đủ rồi thì khách hàng họ sẽ không có bị đau mà lông sẽ ra nhiều. Thì anh chị nào mà thích mấy cái video ngắn gọn chia sẻ mấy cái kỹ thuật làm mấy cái kiểu này, khách này là khách hàng hiếm trong tiệm á, lông mà truy đi là cũng dạng hiếm rồi đó. Thì mấy anh chị nhớ like and share video để Ngân biết Ngân làm thêm nhiều cái video về wax nữa cho mọi người. Wax có nhiều cái vui lắm. Tôi chưa đi tới Brazil làm wax đó nha. Yeah. Rồi, have a good day cả nhà.